Lễ ký kết chương trình Gương sáng biên cương trên báo Thanh niên với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thực hiện đã diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2021. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, báo Thanh niên mở chuyên trang Gương sáng biên cương trên nhật báo Thanh niên và báo Thanh niên điện tử với 48 kỳ, mỗi kỳ trên một trang báo. Thông tin Gương sáng biên cương còn được lan tỏa trên các kênh truyền thông của báo Thanh niên trên nền tảng các mạng xã hội. Chuyên mục Gương sáng biên cương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện trách nhiệm xã hội, cổ vũ cộng đồng làm việc tốt, người tốt. Từ đó lan tỏa điển hình gương sáng cá nhân, tổ chức trong cộng đồng đời sống xã hội, vun đắp lý tưởng sống nhân văn vì tương lai phát triển đất nước. Cái biên cương không chỉ là câu chuyện an ninh quốc phòng, mà còn là câu chuyện hết sức quan trọng trong việc phòng chống dịch Covid-19 để bảo đảm được cái trạng thái bình thường mới trong cái cuộc sống kinh tế xã hội của chúng ta. Thì cái câu chuyện về gương của người tốt, việc tốt lúc nào cũng cần thiết cho đời sống xã hội. Và nay trong cái bối cảnh như thế thì càng cần thiết hơn nữa. Việc tuyên dương gương sáng ở biên cương, hải đảo Tổ quốc sẽ là thông tin mang ý nghĩa tích cực, tạo động lực niềm tin đối với dư luận bạn đọc nói chung, đối với tầng lớp thanh thiếu niên nói riêng. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là một đơn vị kinh tế lớn, lâu nay không chỉ kinh doanh sản xuất mà còn có nhiều hoạt động trong việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức các chương trình vì cộng đồng xã hội. Đây cũng là nội dung thiết thực hướng tới 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được biết rằng là báo Thanh niên là một cái tờ báo có nhiều bạn đọc, có sức lan tỏa rất lớn trong nước kể cả là trên thế giới. Với cái chủ đề, với cái chuyên mục Gương sáng biên cương là ca ngợi, là nêu gương những cái tập thể, những cá nhân đối với lại chiến sĩ người công dân ở biên cương trong lao động, trong sản xuất, trong giai đoạn hiện nay về công tác phòng chống dịch Covid. Từ đó thì lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mạnh dạn cùng với lại báo Thanh niên để cùng đồng hành với báo Thanh niên để thực hiện cái chuyên mục Gương sáng biên cương. Chương trình dự kiến tổng kết và trao giải cho cá nhân tập thể được biểu dương là gương tốt biên cương hải đảo, đồng thời cùng số tác giả đã viết tốt tấm gương ấy vào trung tuần tháng 10 năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các tác giả gồm phóng viên, cộng tác viên, bạn đọc có thể tham gia gửi bài viết cho báo Thanh niên. Bài viết thể hiện dưới dạng phóng sự, ký sự, ghi chép về hoạt động cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, vì cộng đồng, an ninh quốc phòng, hoạt động giáo dục của các tấm gương đang sinh sống học tập ở biên cương hải đảo của Tổ quốc.